nè. Có xin nha. Em ơi, thank you.
6 mai rồi. Ồ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dìn 3 cân luôn. 3 cân thế nào? 3 là dìn. Thank you.
Để đâu nhỉ? Từ từ. Để lên đây nhá. Để đây nhỉ. Ăn đậu hũ khô vậy. Vâng.
Từ đã, đợi tí, đợi tí, đợi tí. Đi ra ngoài kìa, đợi một tí. Đợi tí nha. Đợi tí, đi ra ngoài kia đi. Đợi tí, nói chưa. Nóng không ấy? Nóng lắm nhá. Để nào. Ăn. Ngon không? Oh.